mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 10 từ câu 35 đến câu 45. Hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta một điều xem ra đi ngược với quy luật xã hội, và chính Người đã đi bước trước để nêu gương cho chúng ta noi theo. Thật vậy, Người là ngôi lời hằng ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng đã mang lấy thân xác yếu hèn như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi, và được sinh ra trong hoàn cảnh đơn nghèo, cảm thương và chuộc lấy chúng ta. Loài thọ tạo Người đã dựng nên khỏi chốn hư nát của lỗi tội. Trong những năm bôn ba khắp nẻo đường xứ Palestine, Người đã dùng lời hằng sống để loan truyền ơn tha thứ cho dân, tìm kiếm từng con chiên lạc trở về một đàn chiên duy nhất và cùng một chủ chiên. Hơn nữa, Người cũng mời gọi họ đến với Người là nguồn mạch tình yêu hằng sống, để được tắm mát trong nguồn ân sủng của Thiên Chúa. Đỉnh điểm của phục vụ Người thể hiện cách trọn vẹn trên đồi Golgotha, khi mà chính Chúa Giêsu đã tự hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người và đưa mọi người lên với nguồn mạch của tình yêu sung mãn. Như thế, người môn đệ của Chúa hôm nay cũng thế. Chúng ta phải bước đi trên con đường thập giá, con đường phục vụ tin mừng, hầu mang ơn cứu độ đến với muôn dân. Bởi vì trò không hơn Thầy, tớ không hơn chủ. Là môn đệ Thầy thì không thể có con đường nào khác ngoài đường dẫn lên núi Sọ, con đường chính thân, khiêm nhường phục vụ, con đường mà Thầy Giêsu đã khởi xướng và mời gọi chúng ta bước đi. Thánh Augustino khi được hỏi điều gì cần thiết trong đạo Chúa đã không ngần ngại trả lời: điều thứ nhất là khiêm hạ, điều thứ hai là khiêm hạ, và điều thứ ba cũng là khiêm hạ. Khiêm nhường phục vụ là kim chỉ nam trong đời sống của người Kitô hữu nói chung. Người môn đệ Chúa, ta phải phục vụ bằng tấm lòng đơn sơ và khiêm hạ. Vì có khiêm hạ, con người mới dần tiến đến với lời mời gọi: hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Có khiêm nhường, chúng ta mới tìm thấy được nguồn mạch ân sủng. Từ đó ta được bổ sức, nhận ra được những yếu đuối của bản thân, đồng thời lược bỏ được tính ích kỷ,
Ghen tương, hờn giận là những cản lực gây trở ngại trên bước đường phục vụ tin mừng. Có khiêm hạ ta mới có thể làm như lời Thánh Phaolô dạy, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Một yếu tố cần có trong phục vụ của người môn đệ là sự dấn thân trọn vẹn. Có dấn thân trọn vẹn, chúng ta mới không nghĩ đến danh lợi cá nhân. Phục vụ mà nghĩ đến quyền lợi của mình là phục vụ nửa vời, là dùng phục vụ để phục vụ lợi ích của chính mình. Hơn nữa, con người dễ rơi vào trạng thái ích kỷ, hẹp hòi bởi lối sống thu có, vị kỷ. Vì thế, có trọn vẹn trong dấn thân ta mới có thể mang được niềm vui đến cho người được phục vụ. Đồng thời trong phục vụ là ta đã phục vụ cho chính mình. Bởi ta sẽ thoát ra khỏi tính vị kỷ riêng tư khi quan tâm đến người khác. Con người sẽ sống vị tha hơn, lạc quan hơn. Từng nụ cười, từng lời thăm hỏi thân ái, cử chỉ chăm sóc dịu dàng là đong đầy tình thương Chúa trong con tim chất chứa nỗi u sầu của tha nhân. Mẹ Teresa thành Calcutta đã từng nói, hoa trái của phục vụ là bình an. Tất cả chúng ta phải ra công làm việc cho an bình trên khắp thế giới và nơi mọi tâm hồn. Thế nên, nếu chưa có bình an, sức sống và niềm vui tâm hồn, chúng ta sẽ lấy gì trao ban hay phục vụ người khác đây? Lạy Chúa, xin ở bên chúng con luôn, đồng hành cùng chúng con trên hành trình tiến về quê trời. Xin bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình chúng con và ban tặng chúng con một quả tim bằng thịt. Có Chúa ở cùng, chúng con thấy được mẫu gương phục vụ tha nhân mà Chúa đã nêu lên cho chúng con trong cuộc sống. Có được quả tim bằng thịt biết yêu thương, chúng con sẽ mạnh dạn bước trên bước đường dấn thân phục vụ tha nhân trong tình yêu như chính Chúa đã thực hiện. Có như thế, chúng con đã thổi bùng lên đốm lửa yêu thương mà Chúa đã mang vào thế gian, hầu sự ấm và làm tan đi tâm giận và hận thù hằng tồn tại trên thế giới. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời đất mơ. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy đến với Chúa đi vào đời, cùng bước dưới ánh sáng thầy mũi men cho muôn dân thành chứng nhân gieo vang mùa hồng. Về muôn lối đi hoài và đi mãi, dắt gieo tiếng cười hay than vãn. Vì xưa Ngài đã phán, hãy loan cho người thế rằng vui vui mừng lên đó là đến. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy đến với Chúa đi vào đời, cùng bước
xưa dưới ánh sáng thành núi men cho muôn dân thành chứng nhân gieo vang mùa hồng ân. Đi vào mừng đám cưới đến giường người hấp hối, tới bên người mẹ nở y. Và đi chiều hoàng tiên tìm chiêng lạc đêm tối, nằm bên anh tội nhân trên thập giá. Đến cùng người thu thuế, đến cùng người đánh cá, đón nghe mai đệ lia kêu ca. Vì xưa ngài đã phán rằng ai nghèo đau yếu, ngài yêu cho vào ăn trong việc. Cho dù trời mưa giông, cho dù trời băng giá, cứ đi với ngài trên đường xa. Vì xưa ngài đã chết mà nay ngài vẫn sống, ngày mai trong hiên vang ngài lại đến. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời đất mới. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy đến với Chúa đi vào đời, cùng bước dưới ánh sáng.